Tính đến cuối tháng 10 năm 2024 này, thì sau 15 tháng thi công, đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng ký hiệu CT34 có kết quả tiến độ đã đạt khoảng 33%, đó chính là dự án thành phần 1 tại tỉnh An Giang. Đây là trục ngang cao tốc duy nhất được quy hoạch xây dựng ở tỉnh An Giang. Xin chào quý khán giả, video hôm nay tôi tiếp tục cập nhật hình ảnh xây dựng đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng tại dự án thành phần 1, chi tiết hơn là tại cầu kênh Đòn Dông. Công trình sẽ nằm tại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Đoạn này cách dự án thành phần 2 ở thành phố Cần Thơ khoảng 5 km. Theo kế hoạch thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, cơ quan chức năng của tỉnh An Giang sẽ phối hợp cùng đơn vị thi công thuộc gói thầu số 45 trên đường cao tốc tại huyện Thoại Sơn sẽ phân luồng điều tiết giao thông đường thủy kênh Đòn Dông cũng như đường bộ để bắt đầu lao lắp dầm cây cầu Đòn Dông. Đây cũng được xem là cây cầu quy mô lớn nằm trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Chúng ta quan sát hình ảnh đường cao tốc nhìn từ trên cao thì cây cầu vượt kênh Đòn Dông đã được nhà thầu cơ bản xây dựng xong phần trụ. Quy mô cây cầu Đòn Dông sẽ dài 9 nhịp, bề rộng mặt cầu sẽ 4 làn xe chạy. Được xây dựng bằng bê tông cốt thép, bước qua tháng 11 năm 2024 này, đơn vị thi công tiến hành lao lắp dầm cầu. Các hạng mục tiếp theo trên cây cầu cũng sẽ được triển khai xây dựng. Trong 4 gói thầu xây lắp đi qua địa bàn của 4 địa phương gồm thành phố Châu Đốc, huyện Châu Phú, huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn thì tiến độ ở huyện Thoại Sơn có phần chậm hơn so với 3 địa phương còn lại. Đây là một trong số 33 cây cầu được xây dựng tại tỉnh An Giang, trong đó có 32 cây cầu trên đường cao tốc, một cây cầu vượt ngang với tổng chiều dài phần cầu khoảng 9 km. Thì chúng ta hiểu xây dựng đường cao tốc ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì phải xây dựng phần cầu nhiều như thế nào. Công trình thoát nước ngang sẽ có 103 vị trí cống ngang đường, trong đó có tất cả 59 vị trí cống tròn bê tông ly tâm và có 44 cống hộp bê tông cốt thép. Còn tuyến đường cao tốc sẽ xây dựng có 4 nút giao trên địa bàn tỉnh An Giang. Về phần đường cao tốc, hiện nay đang là mùa nước nổi tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các nhà thầu thi công cũng đang nỗ lực lắp các nền đường trên tuyến chính. Nhiều vị trí đã và đang gia tải nền đường. Trong 4 dự án thành phần đi qua 4 địa phương gồm tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng thì tiến độ xây dựng đường cao tốc tại tỉnh An Giang đạt theo kế hoạch đề ra. Quan điểm cá nhân tôi, các yếu tố để đạt được kết quả tốt đẹp như thế là do cơ quan chức năng của tỉnh An Giang và các nhà thầu đã nỗ lực giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh thi công đường cao tốc trên công trường. Nguồn cát được lấy từ mỏ cát nằm ở địa phận tỉnh An Giang, đây cũng là điều kiện lý tưởng rút ngắn thời gian để vận chuyển nguồn cát về công trường xây dựng đường cao tốc. Công trình xây dựng đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đã khởi công ngày 17 tháng 6 năm 2023, có tổng mức đầu tư 44.600 tỷ đồng. Đây là trục ngang cao tốc sẽ giúp giảm tải cho đường quốc lộ 91 và đường quốc lộ 91B. Toàn tuyến đường có 4 dự án thành phần sẽ đi qua 4 địa phương gồm tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Riêng dự án thành phần 1 đi qua địa bàn tỉnh An Giang, Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, chiều dài 57 km, xây dựng mặt đường cao tốc rộng 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, với tổng mức đầu tư 13.500 tỷ đồng được chia làm 4 gói thầu xây lắp. Theo giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang cho biết, các nhà thầu cung cấp nguồn cát cho dự án thành phần 1 đã đạt hơn 2,1 triệu khối cát trên tổng khối lượng 9,3 triệu khối cát cần cho dự án làm đường cao tốc ở tỉnh An Giang. Dự kiến 2 tháng cuối năm 2024 này, tiến độ xây dựng đường cao tốc ở dự án thành phần 1 vẫn duy trì tiến độ ổn định. Tôi vẫn tiếp tục cập nhật hình ảnh xây dựng đường cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang cũng như các địa phương còn lại. Thank you.